Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 8 tháng 5 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút mông lung. Người tuổi Tý đang có ấp ủ khá nhiều dự định cũng như ước mơ. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn chưa tìm được đúng nguồn động lực để kiên trì tới cùng với những kế hoạch đã đặt ra. Tình cảm. Vận trình tình cảm không có biến động. Các cặp đôi yêu nhau vẫn có khoảng thời gian bình yên ở cạnh. Tuy nhiên, nên đề phòng sự xuất hiện của kẻ thứ ba bước chân vào và phá vỡ sự gắn kết này. Tài chính. Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Việc kiếm tiền không gây bất kỳ trở ngại nào cho con giáp này. Cẩn trọng. Bỏ qua việc chăm sóc cơ thể sẽ khiến cho sức khỏe sa sút. Tuổi Giáp Tý. Chẳng có thành công nào đến một cách dễ dàng cả. Tuổi Bính Tý. Mọi sự khởi đầu đều có những thử thách cản trở riêng. Tuổi Mậu Tý. Muốn đứng trên mọi người thì phải nỗ lực đến cùng. Tuổi Canh Tý. Kiếm tiền được hay không còn dựa vào sức lực của bạn. Tuổi Nhâm Tý. Hành động tùy hứng nên mất thêm thời gian để giải quyết rắc rối. Con số may mắn số 19, số 24. Màu sắc may mắn màu xanh lục. Quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Con giáp này đang có xu hướng đặt nặng lợi ích cá nhân và không nghĩ tới cảm giác của những người bên cạnh. Dự đoán tuổi Sửu sẽ đối mặt với khá nhiều rắc rối trong công việc và gây ra những hậu quả khó lường. Tình cảm. Vận trình tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Dù đà lan trong tình trạng độc thân hay đã lập gia đình thì những người này cũng tìm được cảm giác vui vẻ, an toàn. Đừng bỏ lỡ những phút giây đáng giá này vì không phải điều gì trôi qua cũng có thể níu kéo lại được. Tài chính. Vận trình tài lộc biến động. Do chưa có kế hoạch quản lý tài chính khoa học nên dễ đối mặt với một vài sự cố. Cẩn trọng. Chưa cân bằng tốt các mối quan hệ xung quanh vì tính tình nắng mưa thất thường. Tuổi Ất Sửu chưa có cách cân bằng tốt cảm xúc của mình. Tuổi Đinh Sửu, quá khứ có buồn đến đâu thì nó cũng qua rồi. Tuổi Kỷ Sửu, đừng quá quan tâm tới cảm nhận của người khác. Tuổi Tân Sửu, bạn đang quá nhạy cảm, cũng quá lương thiện. Tuổi Quý Sửu, hiền lành quá, thường phải chịu thiệt thòi. Con số may mắn số 3, số 15, màu sắc may mắn màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần. Công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông dễ dàng. Con giáp này luôn có quý nhân kề cạnh giúp đỡ. Hãy gặp khó khăn nào cũng vượt qua êm xuôi. Song, bản mệnh chẳng nên chủ quan. Nếu muốn có bước tiến xa hơn nữa thì buộc lòng phải nỗ lực gấp nhiều lần. Tình cảm. Vận trình tình cảm hài hòa. Chuyện tình yêu lứa đôi tiến triển như mong muốn đem lại cảm giác bình yên, hạnh phúc cho những người yêu nhau. Ngoài ra con giáp này cần nghĩ cách để hâm nóng tình cảm, tránh để mối quan hệ rơi vào tình cảm nhạt phai, rạn nứt. Tài chính. Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này may mắn nhận được tin vui liên quan tới phương diện tài chính như bốc thăm trúng thưởng, được tặng tiền. Cẩn trọng. Chưa cần đổi tốt thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuổi Giáp Dần nên lựa chọn những việc phù hợp với mình. Tuổi Bính Dần, sống vô tình một chút cũng chẳng sao. Tuổi Mậu Dần, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tuổi Canh Dần, có lúc cũng tập sống lạnh lùng mà không được. Tuổi Nhâm Dần, thiếu quan tâm với gia đình của mình. Con số may mắn, số 6, số 13, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi.
4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, dễ dàng. Quý nhân nâng đỡ giúp vận trình công việc sự nghiệp của con giáp này có bước chuyển mình đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất ngờ. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng khác giới và dễ dàng rung động bởi một số người. Mối quan hệ có khả năng tiến triển tốt đẹp nhờ nỗ lực và thái độ nghiêm túc của những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, may mắn ghé thăm đem lại cho bản mệnh nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Ngoài ra, còn có lộc ăn uống trong ngày. Cẩn trọng, sức khỏe xuất hiện vấn đề rắc rối do thói quen thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Tuổi Ất Mão, đời bạn là một bản nhạc có lúc thăng, lúc trầm. Tuổi Đinh Mão, ánh sáng vẫn ở cuối con đường. Tuổi Kỷ Mão, bao nhiêu lần lỡ việc vì hay quên. Tuổi Tân Mão, dù không giỏi nhưng bạn luôn nỗ lực hết mình. Tuổi Quý Mão, sức khỏe có dấu hiệu đi lùi. Con số may mắn 64, số 2, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm Bảo có xung đột và tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp vì bất đồng ý kiến. Chưa kể tiểu nhân còn lợi dụng sơ hở này để đâm trọt và chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc chung. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc. Sự nóng giận vô cớ khiến người tuổi Thìn dễ nói ra những lời khó nghe. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí của các cặp đôi. Tốt nhất thì con giáp này nên tìm cho mình một không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi và khôi phục tinh thần. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi này cuộc sống thoải mái và sung túc. Cẩn trọng, tính khí thay đổi thất thường và tinh thần sa sút thấy rõ. Tuổi Giáp Thìn, nếu vất vả quá thì cứ tự khao mình một bữa. Tuổi Bính Thìn, tình trạng xấu đi trông thấy. Tuổi Mậu Thìn, tự ôm lấy bản thân một cái rồi bước tiếp. Tuổi Canh Thìn, nên tự bước đi trên đôi chân của mình còn hơn là dựa dẫm vào người khác. Tuổi Nhâm Thìn, bạn chỉ cần là bạn, là một phiên bản độc nhất vô nhị. Con số may mắn số 8, số 10, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự nhiệt tình và chịu thương chịu khó đem lại cho con giáp này nhiều thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, bản mệnh không phát huy được toàn bộ năng lực của mình trong lĩnh vực đang theo đuổi. Nhưng đây lại không phải là thời điểm thuận lợi để triển khai các kế hoạch mới. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng hoa, tuổi Tỵ và nửa kia đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mãnh liệt nhất mà tình yêu đem tới. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp trong các mối quan hệ bạn bè cũ. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, các dự án đầu tư và hợp tác đều diễn ra suôn sẻ đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dư dả, thoải mái. Cẩn trọng, việc than vãn và trách móc người khác sẽ giúp cho bạn không khá hơn được đâu. Tuổi Ất Tỵ, hãy trân trọng và yêu thương sức khỏe. Tuổi Đinh Tỵ, mỗi ngày hãy cố gắng một chút trong công việc. Tuổi Kỷ Tỵ, không biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi Tân Tỵ, thấy người khác giàu lên chớ sốt ruột. Tuổi Quý Tỵ, không nên giữ mãi buồn thương trong lòng. Con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Khả năng quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc giúp người tuổi Ngọ giải quyết dễ dàng các khó khăn phát sinh bất ngờ. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và có phần kém thân thiện với đồng nghiệp vô tình kìm hãm khả năng thể hiện năng lực của con giáp này.
Tình cảm, phần trình tình cảm tốt đẹp, dù công việc có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng con giáp này vẫn không quên dành thời gian cho gia đình. Những lời hỏi han hay cử chỉ quan tâm ân cần chính là cách bản mệnh dùng để giữ gìn tình cảm hiện có. Tài chính, vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Ngoài công việc chính thì các nghề tài trái cũng mang lại cho con giáp này một khoản tiền rủng rỉnh như mong đợi. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề rắc rối do các thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi không điều độ. Tuổi Giáp Ngọ, chỉ thất bại khi không nỗ lực mà thôi. Tuổi Bính Ngọ, bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai. Tuổi Mậu Ngọ, nghỉ thoáng ra một chút là sẽ ngủ ngon. Tuổi Canh Ngọ, làm việc đừng bỏ qua lý trí. Tuổi Nhâm Ngọ, bạn thật sự chỉ cảm thấy an tâm khi có tiền. Con số may mắn, số 4, số 6, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Công việc, vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động, suy nghĩ rập khuôn và cứng ngắc vô hình trung kìm hãm cơ hội phát triển của người tuổi Mùi. Đôi khi một chút mạo hiểm và liều lĩnh sẽ đem lại cho chúng ta những cơ hội không ngờ tới, và tuổi Mùi cần phải mạnh dạn làm điều này. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp rắc rối, mối quan hệ với nửa kia không còn giữ được sự dung hòa và ấm êm, bởi vì những người trong cuộc luôn có một cái tôi ngất ngưỡng, lại chẳng ai muốn vì nửa kia mà nhường nhịn bao dung. Tài chính, vận trình tài lộc rơi xuống bất ổn, có khá nhiều khoản tiền cần phải chi trả trong hôm nay, đòi hỏi con giáp này phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học. Cẩn trọng, tinh thần quể quải, sa sút dễ khiến bản mệnh đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt. Tuổi Ất Mùi, chuyện tình cảm trải qua nhiều nỗi buồn. Tuổi Đinh Mùi, đừng để ý tiểu tiết trong công việc. Tuổi Kỷ Mùi, không nên chấp nhận những người vô ý tứ. Tuổi Tân Mùi, không được mọi người xem trọng. Tuổi Quý Mùi, những thứ không được trân trọng thì sẽ mất đi. Con số may mắn, số 3, số 6, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Công việc, vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, sự chính trực, thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này triển khai các kế hoạch dự định mới. Tình cảm, vận trình tình cảm bình ổn, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân với nửa kia giữ được sự ấm êm, hòa thuận nhờ nỗ lực giữ gìn tình cảm của những người trong cuộc. Đối với người độc thân, dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, khả năng kiểm soát và tiết kiệm tốt giúp con giáp này có một khoản dư giả đáng kể. Cẩn trọng, các mối quan hệ xã giao gặp vấn đề khiến con giáp này vô cùng mệt mỏi. Tuổi Giáp Thân, chưa đủ lý lẽ để thuyết phục người khác. Tuổi Bính Thân, chân thành chưa chắc đã mang lại một kết quả tốt. Tuổi Mậu Thân, có những mối quan hệ chẳng khác gì là làm cảnh. Tuổi Canh Thân, bất đồng quan điểm gây ra tình trạng rạn nứt tình cảm. Tuổi Nhâm Thân, có những người thân mà cứ như là không. Con số may mắn, số 9, số 6, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Công việc, vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, nguồn năng lực dồi dào, trí tưởng tượng phong phú giúp những người đang làm trong công việc liên quan tới nghệ thuật, sáng tạo dễ dàng có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này cần mạnh dạn và tự tin hơn trong việc trình bày các ý tưởng của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, con giáp này nên tranh thủ tận hưởng những phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình. Người độc thân cần phải ra ngoài nhiều hơn mới mong tìm được người phù hợp. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, khả năng nhìn xa trông rộng giúp con giáp này không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền khả quan nào. Cẩn trọng,
Thói hay phàn nàn và chê trách mọi thứ xung quanh khiến bản mệnh không có cảm tình từ những người bên cạnh. Tuổi Ất Dậu, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Tuổi Đinh Dậu, không phải con đường nào cũng dễ đi. Tuổi Kỷ Dậu, chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay. Tuổi Tân Dậu, sự thấu hiểu đôi khi là cái ôm ấm áp nhất. Tuổi Quý Dậu, bạn đang có hy vọng tình yêu trọn vẹn không? Con số may mắn số 6, số 11, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ. Tuổi Sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Dự báo con giáp này sẽ nhận được nhiều tin vui bất ngờ trong ngày cuối tuần, nhất là những người đang muốn thăng tiến chức vụ và cầu danh vọng. Tuy nhiên, sự tự mãn và kiêu ngạo lại trở thành rào cản lớn đối với chính bản mệnh. Tình cảm. Vận trình tình cảm gặp sóng gió, tâm tính của người này trở nên bất ổn hơn bao giờ hết trong thời gian này. Trong những cuộc cãi vã và mâu thuẫn, dù biết bản thân sai nhưng con giáp này không biết làm sao để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của mình. Tài chính. Vận trình tài lộc dồi dào, khả năng quản lý tài chính khéo léo, thông minh đem lại cho bản mệnh một cuộc sống thoải mái, dư dả hơn. Cẩn trọng. Khả năng cân bằng và sắp xếp thời gian cho công việc lẫn chăm sóc sức khỏe chưa thật sự hợp lý. Tuổi Giáp Tuất, có một số người đến để dạy bạn cách sống. Tuổi Bính Tuất, cứ làm những gì khiến bản thân vui vẻ. Tuổi Mậu Tuất, kiếm tiền chân chính thì chẳng gì phải sợ. Tuổi Canh Tuất, chớ vội đánh giá điều gì khi chưa hiểu rõ vấn đề. Tuổi Nhâm Tuất, bản lĩnh thì có thừa nhưng thiếu ý chí. Con số may mắn số 17, số 4, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen, hòa tiểu nhân đeo bám khiến con giáp này phải chật vật hơn trong quá trình làm việc. May mắn nhờ có quý nhân giúp đỡ mà công việc của người tuổi này trở nên dễ dàng hơn. Bản mệnh có thể tận dụng thời cơ này để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tình cảm. Vận trình tình cảm thăng hoa, tình yêu đôi lứa hòa hợp viên mãn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bản mệnh vượt qua các trở ngại và trông trên cuộc sống. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng vì cơ hội thành đôi là rất cao. Tài chính. Vận trình tài lộc được duy trì ở mức trung bình, nhưng bạn vẫn phải thận trọng trước các quyết định đầu tư liên quan tới tiền bạc. Cẩn trọng, điềm báo có họa tiểu nhân quấy phá, các kế hoạch đều có dấu hiệu bị trì hoãn. Tuổi Ất Hợi, nếu thương thật lòng thì sẽ rất lâu mới quên được. Tuổi Đinh Hợi, họa tiểu nhân đeo bám nên không lúc nào được thoải mái. Tuổi Kỷ Hợi, không cần quan tâm tới chuyện người nhà của người ta. Tuổi Tân Hợi, suy nghĩ đơn giản sẽ an yên. Tuổi Quý Hợi, sức khỏe vẫn tốt là may mắn lắm rồi. Con số may mắn số 13, số 6, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Dần.